the chambers, they gather for the feast. They stab it with a steely knife, but they just can't kill the beast. Laughing, I remember I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax. Anh Huy anh nói rằng là mình có vợ mà mình không ôm là thằng khác nó sẽ ôm, cho nên là không cần biết là người ta hát bài gì, nhạc gì, cứ đưa vợ lên ôm cái đã rồi tính sau. Rồi bây giờ để tiếp tục theo chương trình thì mời